nội công thâm hậu. Thanh niên có pha cắm ống hút cồng kềnh nhất lịch sử với skill điệu nghệ khiến ai cũng phải trầm trồ. Này là hệ quả của việc xem phim võ thuật quá 180 phút đây. Cộng thêm với nghề nghiệp pha chế sẽ cho ra một môn phái mới. Cũng là túy quyền, mà túy quyền này nó lạ lắm. Thanh niên có pha cắm ống hút mất cần nửa tiếng mới xong, nhưng lại không làm cộng đồng mạng sốt ruột vì chờ đợi, mà thay vào đó là được chiêm ngưỡng vài đường quyền của anh như thế này đây. Hào Án! Nhìn thanh niên đúng kiểu, anh đây nắm giữ phong tuyệt kỹ. Không ít lần thanh niên này đã thể hiện skill phi ống hút điệu nghệ khiến ai cũng phải trầm trồ nể phục. Chắc cũng phải tập luyện dữ lắm ha. Không biết ngoài công việc pha chế, thanh niên này có học thêm võ thuật không mà động tác cũng chắc chắn ra phết. Đi làm mà không quên ôn bài, sự kết hợp 2 trong 1 cũng ra gì đấy. Bạn nghĩ sao về skill củ nghệ cắm ống hút của thanh niên trên? Comment ngay cho TBChan được biết với nha. Đừng quên nhấn đăng ký theo dõi kênh để ủng hộ cho TBChan và cập nhật thêm nhiều tin tức thú vị mỗi ngày nhé.